Chào các bạn, ngày nay thì thẩm mỹ đang là vấn đề được mọi người vô cùng quan tâm. Ông bà ta thường nói, cái răng cái tóc là góc con người. Một hàm răng đẹp thì sẽ khiến chúng ta tự tin hơn. Một nụ cười đẹp thì sẽ khiến cho khuôn mặt của bạn trở nên thật rạng rỡ. Và hiện nay thì mọi người cũng đã không còn quá xa lạ với cụm từ niềng răng. Đây là một trong những phương pháp điều trị thẩm mỹ tuyệt vời giúp mang lại một hàm răng khỏe mạnh cũng như là một nụ cười đẹp. Và mắc cài chính là một công cụ không thể thiếu trong hành trình niềng răng đối với phương pháp niềng răng mắc cài. Tuy nhiên, để có thể làm quen và thích nghi khi sử dụng nó cũng là một trong những điều mà nhiều bạn quan tâm, đặc biệt là các bạn đang chuẩn bị niềng hay mới bắt đầu niềng răng. Và trong chương trình này, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu những lưu ý sau khi gắn mắc cài. Tôi là bác sĩ Linh, đến từ chuyên khoa nắn chỉnh răng của Nha khoa Minh Châu. Đầu tiên, đó là cảm giác khó chịu, vướng víu, cọ sức như mạc má. Đây là điều mà các bạn hay gặp phải sau khi gắn mắc cài. Thông thường, môi, má, lưỡi của chúng ta đã quá quen với sự trơn nhẵn của hàm răng. Và sau khi gắn mắc cài, các bạn sẽ chưa thể thích nghi ngay được nên việc cảm thấy vướng víu, cộ môi hay cọ sát mắc cài vào má rất thường gặp. Và để giải quyết vấn đề này thì các bạn có thể sử dụng sáp nha khoa để che phủ lại vùng răng mắc cài hay dây cung bị sắc. Và một thời gian sau, khi mà môi má lưỡi đã dần quen với khí cụ trong miệng thì bạn sẽ không còn cảm thấy bị khó chịu nữa. Tuy nhiên, trong trường hợp mà bạn gắn mắc cài đã lâu mà vẫn xảy ra tình trạng như vậy hay là bạn quá nhạy cảm thì bạn cần thông báo ngay cho bác sĩ điều trị để có những biện pháp điều chỉnh phù hợp. Ngoài ra, khi có các vết loét hay nhiệt miệng ở trên má do sự cọ sát với mắc cài thì bạn có thể sử dụng thêm nước súc miệng như là nước muối sinh lý hay là các nước súc miệng chuyên dụng ở trong nha khoa thì cũng có thể làm vết thương nhanh chóng lành lại. Lưu ý thứ hai đó là bạn hãy ăn thức ăn mềm, không quá cứng, quá dai dính. Việc sử dụng các thức ăn quá cứng như là chân gà, sụn sườn hay là các thức ăn quá dai như mực khô, mè sửng, các đồ ăn này thì rất dễ làm bị bong mắc cài và ảnh hưởng đến quá trình niềng răng. Bạn nên ăn những cái đồ mềm và cắt nhỏ thức ăn ra hay là ép sinh tố, ép nước đối với hoa quả, không nên cắn cả miếng lớn nhé. Thứ ba là cảm giác ê ẩm, khó chịu sau khi gắn mắc cài và đi dây cung. Sau khi gắn mắc cài thì hàm răng của bạn trở nên chết chặt hơn. Điều này thì có thể dẫn đến cảm giác ê ẩm, khó chịu. Và để hạn chế điều này, bạn có thể sử dụng ngón tay của mình để xoa nhẹ níu răng ở trên cung hàm. Điều này sẽ làm cho các cái mô được thư giãn, tăng lưu thông mạch máu và hạn chế các cái cơn đau. Ngoài ra thì bạn có thể chườm lạnh. Trường hợp những cái bạn mà có chen chúc răng nhiều hoặc những bạn mà có ngưỡng đau thấp thì việc cảm giác khó chịu sẽ cảm thấy nhiều hơn so với các bạn khác. Và bạn có thể đặt túi chườm đá áp vào tương ứng vào vị trí đau thì cảm giác lạnh sẽ làm ngay lập tức dịu đi cái cơn khó chịu, hoặc bạn có thể ngậm nước đá hay là ăn sữa chua lạnh thì cũng rất tốt. Đôi khi thì cơn đau quá lớn mà các biện pháp giảm đau thông thường không có tác dụng thì lúc này bạn có thể sử dụng một viên thuốc giảm đau, cơn đau sẽ nhanh chóng biến mất. Mặc dù những ngày đầu cảm giác này sẽ có thể khiến bạn khó chịu, khó ăn nhai và trong thời gian đầu các bạn cũng đừng lo lắng nhé. Các triệu chứng sẽ dần giảm đi và sau khi quen thì sẽ hoàn toàn biến mất. Lưu ý thứ tư, đó là việc chăm sóc sức khỏe răng miệng đúng cách. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng khi bạn chăm sóc răng miệng đúng cách, chăm chỉ thì việc niềng răng sẽ trở nên nhanh hơn và hạn chế ra các biến chứng trong quá trình niềng răng. Bạn phải đeo các khí cụ trong miệng rất nhiều nên dễ bị đọng thức ăn hay mảng bám, gây viêm lợi, sâu răng, thậm chí là gây viêm quanh răng, tiêu xương, lung lay răng. Vì vậy, vệ sinh răng miệng tốt là cực kỳ quan trọng cho người niềng răng. Đầu tiên là bạn hãy lựa chọn bàn chải thật phù hợp. Bạn cần bàn chải có lông mềm, đầu bàn chải nhỏ để giúp loại bỏ các cái mảng bám dính trên bề mặt của răng. Khi đánh răng thì bạn hãy cắn chặt hai hàm và dùng bàn chải xoay tròn hay là nghiêng bàn chải lách nhẹ vào vùng khe rãnh để có thể làm sạch bề mặt răng. Cố gắng để lông bàn chải có thể len vào các cái khe mắc cài trên và dưới để làm sạch thức ăn và mảng bám. Đồng thời thì thời gian đánh răng tối thiểu bình thường sẽ là 2 phút, nhưng đối với các bạn niềng răng thì thời gian có thể lâu hơn, từ 3 đến 5 phút. Bạn cần phải khéo léo tránh thúc mạnh vào mắc cài. Thêm nữa thì bạn có thể sử dụng thêm cái bàn chải kẽ để có thể dễ dàng làm sạch các cái góc khó chải. Đây cũng là một dụng cụ khá là hiệu quả dành cho các bạn niềng răng. Ngoài ra, để làm sạch răng thì bạn cũng có thể dùng thêm các nước súc miệng như là nước muối sinh lý hoặc là các dung dịch súc miệng để có thể loại trừ vi khuẩn, giúp cho hơi thở trở nên thơm mát hơn. Và nước súc miệng thì cũng có tác dụng tăng cường diệt khuẩn, bổ sung cho bàn chải chứ không thể nào thay thế được bàn chải đánh răng bạn nhé. Các bạn cũng lưu ý là không nên sử dụng các loại nước súc miệng có tính chất diệt khuẩn mạnh dùng cho phẫu thuật, vì nó có thể làm rối loạn hệ vi khuẩn trong môi trường miệng và tạo điều kiện cho nấm phát triển. Và các bạn cũng có thể tham khảo nha sĩ của mình về việc sử dụng các loại nước súc miệng hàng ngày nhé.
Một biện pháp giúp vệ sinh răng miệng hiệu quả nữa đó là dùng chỉ tơ nha khoa. Sau khi gắn mắc cài thì bạn dùng chỉ tơ nha khoa thì sẽ đảm bảo lấy sạch các thức ăn còn sót lại ở vị trí kẽ răng, đặc biệt là vị trí mà những cái hàm răng của bạn khó lấy thức ăn ra. Ở những cái vùng gắn men thì thức ăn dễ mắc hơn. Nếu bạn không dùng chỉ tơ lấy sạch, thức ăn dắt ở đây sẽ chỉ trong khoảng tầm 3 hôm là sẽ có dấu hiệu viêm lợi, gây đau ngứa, chảy máu, thậm chí là mưng mủ rất khó chịu. Và cuối cùng là sử dụng tăm nước. Dòng tia từ tăm nước sẽ xịt sạch vào các khe, kẽ răng và mắc cài, những vị trí khó vệ sinh mà bằng các dụng cụ thông thường không thể làm sạch được. Đối với các bạn niềng răng thì máy tăm nước chính là một cánh tay đắc lực để giúp các bạn vệ sinh một cách dễ dàng và hiệu quả. Lưu ý thứ 5, đó là phải làm gì khi mắc cài bị bong. Có rất nhiều nguyên nhân gây bong mắc cài phải kể đến như chế độ chăm sóc, trải răng không đúng cách, hay là bạn vô tình cắn phải mắc cài khi ăn, đặc biệt là ăn các thức ăn cứng, dai, dính. Và việc này sẽ ảnh hưởng đến quá trình di chuyển răng. Nếu bong lâu thì răng có thể di chuyển không mong muốn và làm chậm quá trình niềng răng. Vì vậy, nếu không may mà bị bong mắc cài thì bạn hãy nhanh chóng quay lại nha khoa để các bác sĩ chỉnh nha của bạn có thể gắn lại nhé. Và tương tự như mắc cài, khi dây chun bị tuột ra hay là dây cung thừa, chọc vào má, gây cọ xước, đau má thì bạn cũng có thể đến nha sĩ thật sớm để xử lý mà không cần phải tự mình điều chỉnh, vì điều này có thể làm tệ thêm cái tình trạng này. Cuối cùng thì bên cạnh tạo cho mình những thói quen ăn uống hợp lý thì chúng ta cũng cần phải loại bỏ những cái thói quen xấu như dùng tăm sau khi ăn, hay là cắn móng tay, hay là cắn các vật cứng như bút, nhai đá, cắn môi hay đẩy lưỡi. Những tật xấu này thì chắc chắn chắc là ảnh hưởng trực tiếp đến răng trong quá trình chỉnh nha. Vậy trên đây là những điều mà chúng ta cần lưu ý sau khi gắn mắc cài. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào cần được giải đáp, bạn có thể gửi về cho chúng tôi thông qua kênh YouTube hoặc là fanpage website của Nha Khoa Minh Châu. Chúc các bạn có một sức khỏe răng miệng tốt và một hành trình niềng răng tốt đẹp. Tôi là bác sĩ Linh đến từ Nha Khoa Minh Châu. Xin chào và hẹn gặp lại.